Theo thống kê thì chiếm 80 đến 90% căn hộ đang được bán trên thị trường có mức giá trên 50 triệu đồng một mét vuông. Nguyên nhân khan hiếm đẩy giá nhà lên cao và sự khan hiếm này cũng góp phần đẩy giá cho căn hộ sơ cấp, phân khúc giá rẻ, bình dân bỗng lên cao tới bất thường. Khó ai có thể hình dung rằng nhiều căn nhà tập thể tuổi đời hàng chục năm ở quận trung tâm Hà Nội được giao bán lên đến 50-70 triệu đồng một mét vuông. Giao bán trên các trang mạng xã hội tưởng như phi lý và thực tế không hề là ngoạn ngôn. Người môi giới dẫn chúng tôi đi xem một căn hộ ở phường Thành Công, quận Ba Đình. Theo như lời giới thiệu, giá bán nhà tập thể ở đây khá thống nhất. Như căn hộ này, 30 mét vuông, giá 2,2 tỷ đồng, tương đương là 70 đến 75 triệu đồng một mét vuông. Dù xem xét thực tế, căn nhà tập thể tại đây đã xuống cấp, chủ nhà cũng đã sửa chữa, gia cố nhiều trong quá trình sử dụng. Nhưng việc mua, bán vẫn có. Bởi như đã nói, các căn hộ sơ cấp hay căn hộ dưới 3 tỷ vào ở luôn có vị trí sầm uất như thế này, hấp dẫn nhiều đối tượng khách hàng. Em là sinh viên ra đây đi học, thì em và bố mẹ đang tìm nhà trên này. Qua tìm hiểu thì em thấy căn 22 mét vuông thì giá dao động từ tỷ 6 đến tỷ 8. Với cái mức giá gần 80 triệu mét vuông thì em thấy nó còn bằng với giá của những chung cư cao cấp. Nhưng mà với cái lợi thế là gần trường, gần chợ như thế này thì em sẽ đỡ chi phí đi lại và sinh hoạt phí hàng ngày. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, việc chọn lựa ở nhà cũ, giá cao với nhiều gia đình là điều dễ hiểu, dù rằng ở một khía cạnh nào đó đã góp phần đẩy giá nhà tập thể lên tới ngưỡng phi lý. Thì các chung cư cũ chúng ta đang nói đến hiện nay đó, thì ngày xưa được xây dựng chủ yếu nằm ở những vị trí rất thuận lợi, chính giữa nội đô hoặc là nó rất sát với nội đô của Hà Nội cũ. Thế do đó là nếu nhìn tổng thể thì giá trị của cái bề nổi của các chung cư đó không đáng kể, thậm chí là cũ nát rồi, sập xệ, sắp đổ. Nhưng mà cái vị trí của nó là vị trí đất vàng. Và chính cái vị trí này nó quyết định cái giá của chung cư cũ vì giá đất là như vậy. Hơn nữa, thành phố Hà Nội đang có cái chủ trương là xã hội hóa đầu tư, cho phép là các chủ đầu tư lập dự án để tái định cư tại chỗ với sự đồng thuận của người dân chủ các cái chung cư này. Đây cũng là lợi thế, nó vượt trội so với các cái chung cư cao cấp khác và giá của nó vì thế cũng trở nên đắt đỏ. Và điều này đã đang gây nên những hệ lụy. Vẫn biết để an cư thì mua một căn nhà sẽ phải cố gắng hay vay mượn là điều đương nhiên. Nhưng với đại đa số người dân hiện nay, mua một căn hộ khoảng giá dưới 3 tỷ đã là chuyện phải cố. Và họ rất mong có nhiều thêm những dự án để có thêm những lựa chọn.